các bạn nhìn qua hình ảnh của các viên nén này. Cái hình cơ bản của viên nén là những cái viên thuốc hình trụ, là hình cái căn bản nhất. Nhưng mà gần đây thì viên nén nó còn có nhiều hình dạng khác nữa, lát nữa chúng ta xem ha. Vậy tại sao gọi là viên nén? Các bạn xem qua định nghĩa. Viên nén là những chế phẩm rắn phân liều dùng để uống. Các bạn có thể uống bằng cách nuốt nguyên viên hoặc các bạn nhai trước khi nuốt, ví dụ như là viên thuốc sổ dung đó, hoặc là viên ma lóc. Các bạn cũng có thể hòa viên thuốc này với nước trước khi uống, ví dụ như viên sủi, hoặc là không được nuốt mà phải ngậm trong miệng cho nó tan từ từ, như trường hợp của viên alpha-chemogypsin. Thuốc được điều chế bằng cách nén nhiều khối hạt nhỏ đồng đều. Đó. Vì điều chế bằng cách nén nên cái viên này được gọi là viên nén. Nén cái gì? Nén nhiều cái khối hạt nhỏ đồng đều cho nó dính lại với nhau. Cái chữ khối hạt nhỏ. Khối hạt này có thể là khối bột hoặc là cái khối cơm đó các bạn. Mình cho vô máy dập viên, ép, nén, dập. Và nó dính lại thành một cái viên. Khối hạt nhỏ có thể chứa một hoặc nhiều dược chất. Thành phần có thể phối hợp với tá dược hoặc không. Nếu dược chất một mình nó có thể dập thành một viên nén được thì viên nén đó không cần tá dược. Nhưng đa số các trường hợp thì hoạt chất thường là khó trơn chảy hoặc là khó kết tụ dưới lực nén, nên chúng ta sẽ phải dùng thêm các loại tá dược hoặc là hỗ trợ bằng kỹ thuật tạo hạt. Phân loại thuốc viên nén có hai cách. Cách 1, phân loại theo cách dùng và đường dùng. Cách 2, phân loại theo đặc điểm phóng thích hoạt chất. Nếu phân loại theo cách dùng và đường dùng á, thì chúng ta có cái đường dùng phổ biến. Phổ biến nhất á, là uống bằng cách nuốt nguyên viên. Thì những viên như vậy được gọi là viên thông thường. Nó có nhiều dạng ha, ngoài dạng hình tròn ra còn có hình hình nang, hình nhộng nè, rồi hình bầu dục, hình vuông, hình thoi, hình trái tim vân vân, rất là nhiều, nhưng mà phổ biến nhất thì vẫn là hai cái loại đầu là hình tròn hoặc là hình nhộng. Trên viên thuốc thì chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh có một cái vạch sắc hoặc là không có cái vạch sắc. Nếu ở trên viên thuốc nó có một gạch ngang, nó có một cái rãnh, nó có rãnh có nghĩa là bạn có thể bẻ được. Ví dụ như có một cái rãnh như vậy thì bạn có thể bẻ làm hai. Còn cái rãnh nó hình chữ thập thì có nghĩa là mình có thể bẻ làm tư, người ta làm rãnh sẵn cho mình dễ bẻ đó. Còn gặp những cái viên mà nó không có rãnh giống như vậy thì bạn phải hiểu đó là viên thuốc không được bẻ. Vậy tại sao không được bẻ? Lát nữa giải thích ha. Còn nếu như viên mà uống không phải bằng cách nuốt nguyên viên á, thì mình gọi nó là những cái viên đặc biệt, ví dụ như viên nhai, là phải nhai rồi mới được nuốt. Còn nếu nuốt nguyên viên thì nó không rã ra được, tại vì nó không có tá dược rã. Loại viên ngậm dưới lưỡi hoặc đặt dưới lưỡi, viên phân tán, viên hòa tan, viên sủi. Thường thì viên sủi nó sẽ chứa những cái tá dược sinh khí mà nãy chúng ta học á, axit hữu cơ và muối carbonate á. Và thường thì viên sủi nó sẽ có cái kích thước rất là lớn, mình nhìn vô là mình biết cái này chắc không có nuốt được đâu, nuốt sao được. Nên phải đọc kỹ hướng dẫn là phải ngâm vô nước cho nó sủi bọt lên rồi mới uống ha. Các dạng khác, ví dụ viên đặt phụ khoa hoặc là viên cấy dưới da, viên dùng để pha tim. Cách phân loại thứ hai, căn cứ vào đặc điểm phóng thích hoạt chất thì người ta chia ra viên quy ước là viên phóng thích tức thời. Đây là loại đơn liều tác dụng ngắn, có hiệu lực trong thời gian từ 4 đến 8 giờ tùy loại. Ngoài dạng quy ước thì chúng ta còn có những cái dạng thuốc cải tiến như là viên phóng thích chậm hoặc là viên phóng thích hoạt chất biến đổi. Và nhắc lại đặc điểm phóng thích thì các bạn sẽ xem lại một cái đồ thị rất là quen thuộc với chúng ta luôn. Đồ thị nồng độ thuốc trong máu của một số dạng thuốc theo thời gian. Trục nằm ngang là trục thời gian. Thời điểm bắt đầu sử dụng thuốc là tương ứng với cái thời điểm không. Rồi, cái trục đứng của mình là nồng độ thuốc ghi nhận được trong máu.
Theo thời gian thì nồng độ thuốc trong máu nó sẽ có thay đổi. Ví dụ các bạn dùng một cái viên thuốc đường uống, thì thời điểm chúng ta mới vừa nuốt thuốc là T bằng 0 nè, trong máu chưa có thuốc. Sau đấy thì viên thuốc sẽ làm sao? Rã, hòa tan và hấp thu. Sau khi hấp thu sẽ đi vào trong máu và nồng độ thuốc sẽ từ từ tăng lên cho đến một cái thời điểm đạt được nồng độ tối đa là Cmax. Sau Cmax thì sự hấp thu nó thấp hơn so với sự chuyển hóa và thải trừ nên đồ thị nó sẽ đi xuống. Trên đồ thị này các bạn chú ý cho cô hai cái mốc. Cái mốc thứ nhất là MEC. Đây. Cái mức thứ nhất là MEC này, là nồng độ tối thiểu có tác dụng, và cái mức thứ hai là MTC là nồng độ tối thiểu gây độc. Muốn thuốc gây ra được tác dụng dược lý thì nồng độ thuốc trong máu phải đạt được ít nhất là bằng MEC. Từ cái mức bằng MEC cho đến cao hơn MEC thì thuốc sẽ bắt đầu gây ra được tác dụng dược lý. Còn lúc mà nó đã có trong máu nhưng nồng độ quá thấp chưa đạt được cái ngưỡng có tác dụng thì thuốc cũng chưa gây ra được tác dụng ha. Mức thứ hai MTC là mức tối thiểu mà cơ thể của mình có thể chịu đựng được mà không bị độc tính của thuốc gây hại. Cao hơn nồng độ của thuốc trong máu mà cao hơn giá trị MTC thì nó sẽ gây ra những cái độc tính cho cơ thể của chúng ta. Và cái khoảng cách từ MEC đến MTC, người ta gọi nó là khoảng gì? Các bạn còn nhớ không? Cái khoảng cách từ MEC đến MTC thì gọi nó là khoảng gì ha? Cái khoảng mà cho được hiệu quả điều trị nhưng mà không có gây ngộ độc cho cơ thể thì khoảng đó gọi là khoảng gì? Học dược lý rồi, cũng biết rồi. Hôm trước thì vào chế một cũng học về sinh dược học rồi, cũng nói về cái khoảng này rồi. Gọi là khoảng trị liệu, đúng rồi. Và thuốc muốn có tác dụng tốt thì nồng độ thuốc ở trong máu phải nằm được trong cái khoảng trị liệu đó. Trở lại với dạng thuốc quy ước của chúng ta là cái đường biểu diễn số 1 ha, mới uống vào nè thì nồng độ thuốc từ từ nó cũng tăng lên. Rồi nó cắt MEC ở cái điểm này thì đây chính là thời điểm thuốc bắt đầu có tác dụng. Sau đó nồng độ tăng lên từ từ rồi bắt đầu giảm xuống. Đến khi cắt MEC lại một lần nữa thì thời điểm này là thời điểm thuốc hết tác dụng. Tác dụng của thuốc chỉ kéo dài từ điểm T1 này đến cái điểm T2 bên này thôi. Và dạng quy ước thì cái khoảng thời gian này là khoảng từ 4 đến 8 giờ. Sau 4 đến 8 giờ thì thuốc nó không còn tác dụng nữa tại vì nó bị hạ xuống dưới mức MEC. Vậy nếu như chúng ta vẫn muốn duy trì tiếp cái tác dụng dược lý đó thì sao? Ví dụ như cái thuốc mình đang uống là thuốc giảm đau đi. Mình uống vô cái 4 tiếng đồng hồ sau nó lại đau trở lại. Giờ mình muốn tiếp tục ức chế cơn đau đó thì bạn phải làm gì? Uống thêm. Thì nó sẽ dẫn đến một cái hệ quả là một ngày mình phải uống thuốc làm sao? Nhiều lần. Mà nhiều bạn nó rất là ngại uống thuốc luôn nha. Kêu gì kêu không bao giờ thích uống thuốc. Mà gặp những cái trường hợp như vậy mà mình kêu ngày uống 3-4 lần là người ta sẽ rất là dễ bỏ liều và dẫn đến cái tình trạng là lâu hết bệnh, không tuân thủ điều trị thì bệnh nó sẽ không có được khống chế hiệu quả ha. Và để giải quyết những cái trường hợp mà những cái người sợ uống thuốc hoặc là hay quên thuốc đó, người ta sẽ làm ra những cái dạng thuốc phóng thích có biến đổi. Cái biến đổi đầu tiên á, là làm cho thuốc của nó phóng thích chậm hơn. Cũng một lượng thuốc như vậy nhưng thay vì nó giải phóng ồ ạt một lần thì nó sẽ rã chậm hơn. Các bạn thấy là cái đường số 2, thuốc rã chậm hơn, hấp thu chậm hơn nhưng mà nó cũng bị chậm chuyển hóa, chậm thải trừ hơn. Có nghĩa là cho từ từ, giống như là chi tiêu dè sẻn vậy đấy, thì mình sẽ kéo dài được cái khoảng có tác dụng ở trong cơ thể hơn. Còn cái đường biểu diễn số 3 là phóng thích biến đổi. Viên phóng thích kéo dài thì ví dụ như một ngày mình phải uống thuốc 3 lần đi. 3 lần đó mỗi lần cách nhau 4 giờ đồng hồ. Các bạn sẽ làm ra một cái viên với cái lớp trong cùng là một lần ha. Rồi bao nó lại bằng một cái lớp bao. Rồi phủ lên bên ngoài một cái liều thứ hai. Rồi phủ lên ngoài cái liều thứ hai đó một cái lớp bao. Rồi một cái liều thứ ba thì nằm ở ngoài cùng. Thì khi các bạn uống viên thuốc đó vào, cái lớp ngoài cùng nó sẽ rã ra và nó phóng thích trước, tương ứng với cái đợt phóng thích thứ nhất ở đây. Rồi sau đấy nó gặp phải cái lớp bao. Đây là một cái lớp bao.
nó kéo dài thời gian rã. Ví dụ như sau khi tiếp xúc với môi trường 4 giờ đồng hồ nó bắt đầu rã ra, thì sau 4 giờ tiếp xúc với nước nó rã hết lớp bao đó, cái lớp thứ hai bộc lộ ra phóng thích tiếp thuốc ở cái đợt thứ hai. Và sau khi hết lớp thứ hai thì lại đến cái lớp bao bền, sau 4 giờ cái lớp bao nó mới rã ra phóng thích tiếp đợt thứ ba. Thì những cái viên như vậy gọi là những cái viên phóng thích hoạt chất có biến đổi, và nó sẽ giúp giảm số lần mà chúng ta sử dụng thuốc trong ngày ha. Và với việc giảm số lần dùng thuốc trong ngày thì cái sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân sẽ được nâng lên, và chúng ta có thể cải thiện được cái hiệu quả điều trị ha. Nhưng nhớ, nếu các bạn không biết đây là một viên phóng thích kéo dài mà mình cứ uống nó như một viên quy ước thì sao? Nên sẽ dễ dẫn đến cái vấn đề là một ngày bây giờ mình uống có một viên thôi, không biết mình cứ uống 3-4 lần thì nó sẽ bị quá liều ha. Nồng độ thuốc trong máu mà vượt MTC thì nó sẽ gây ngộ độc cho cơ thể đấy. Những cái dấu hiệu để các bạn nhận biết đó là một cái hộp thuốc phóng thích đặc biệt thì nó sẽ có những cái ký hiệu, ví dụ như retard nè, là phóng thích trễ, phóng thích kéo dài, hoặc là SR, LP, LACR, Rebetab, Debocab. Thấy những cái ký hiệu này thì mình phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nha. Ví dụ như Voltaren nè, thì nó có nhiều dạng, những cái hàm lượng khác nhau. Viên quy ước á, thì là cái hàm lượng nó nhỏ, thường là hàm lượng 50mg thì hiệu lực giảm đau trong vòng từ 6 đến 8 giờ. Còn nó có thêm chữ LB, cái liều tăng lên 75mg. Đây, thì cái hiệu quả của nó sẽ kéo dài hơn, hiệu lực nó lên đến 24 giờ. Nhìn mà mình biết để mình dùng cho đúng. Và giống như cô nói, những cái viên này nó sẽ làm một cái công nghệ bao viên hoặc là một cái công nghệ để dành liều nào đó. Vậy nếu các bạn bẻ cái viên này ra, bạn thấy trên này nó đâu có những cái rãnh đâu, nó đâu có được bẻ, đúng không? Bẻ ra thì nó sẽ theo cái đường bẻ đó, nó phóng thích hết ra ngoài luôn, chứ nó không có rã từng lớp giống như hồi nãy cô nói. Và như vậy thì nó sẽ dễ dẫn đến cái vấn đề ngộ độc hơn ha, ngộ độc ngay lập tức luôn. Thì đó là cái cách phân loại thứ hai, là phân loại theo đặc điểm phóng thích hoạt chất nha. Chúng ta xong cái phần phân loại, đến phần tiếp theo là phân tích ưu điểm và nhược điểm của thuốc viên nén. Chắc là các bạn nếu như lỡ bị bệnh thì mình thích nhất vẫn là uống thuốc dạng viên, vì nó được những cái ưu điểm gì? Đây, nó dễ che giấu mùi vị khó chịu. Thay vì mình cà cái viên nó ra, mình nghiền cái viên nó ra, nó rất là đắng, và mình để nguyên viên mình nuốt, nuốt rất là nhanh. Cái cảm giác đó nó sẽ trôi đi rất là nhanh gọn ha. Và thứ hai là tiện mang theo, dễ vận chuyển. Dược chất ở dạng rắn, diện tích tiếp xúc với không khí ít, cho nên nó ổn định hơn, hạn sử dụng dài hơn so với những cái dạng bào chế lỏng hoặc là dạng thuốc bột, thuốc cơm khác. Lát nữa mình hôm sau chứ mình học về kỹ thuật dập á, thì các bạn thấy là cái năng suất của máy dập viên nó rất là lớn. Một giờ có thể làm từ hàng ngàn đến hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn viên luôn. Năng suất cao thì chi phí để sản xuất ra nó sẽ giảm xuống và giá thành nó rẻ hơn so với những dạng bào chế khác. Nó rẻ, nhưng mà có ngon, có bổ hay không thì chúng ta cần phải xem coi cái nhược điểm của nó là gì ha. Không áp dụng được, không dập viên được nếu hoạt chất ở dạng lỏng. Những cái dược chất dễ bay hơi, dễ chảy lỏng, dễ nổ, hoặc là những chất không ổn định trong hệ tràng vị. Chất lỏng thì chắc chắn không có dập viên được rồi. Còn những chất dễ nổ cũng không dập viên được luôn. Tại vì dập viên mình dùng một cái lực rất là lớn mà chắc nó dễ bị nổ, thì cái nguy cơ nổ khi dập rất là cao ha. Nguy hiểm quá, người ta không có làm. Và ngoài những cái nhược điểm thuộc về vấn đề bào chế thì còn có những nhược điểm thuộc về vấn đề sinh dược học. Đó là sinh khả dụng đường uống là một cái đường kém rồi, mà viên nén thì nó lại bị ảnh hưởng bởi cái thời gian rã nữa. So với thuốc bột, thuốc cốm thì viên nén nó rã chậm hơn, nên sinh khả dụng của nó kém hơn. Và nó có rã được hay không thì đó lại là một cái thông số để chúng ta phải kiểm soát nữa. Lỡ như nó không rã rồi sao, đúng không? Thuốc mà nó không rã ra thì làm sao nó phóng thích hoạt chất được. Vậy thì có rẻ ha, nhưng mà có, dĩ nhiên là rẻ thì không có ngon với bổ rồi. Nó sẽ bị những cái nhược điểm khác. Nhưng dĩ nhiên là khi bán thuốc ngoài thị trường đó là người ta phải kiểm tra về cái tương đương sinh học của nó ha. Nếu như sinh khả dụng á, cao thì người ta mới cho lưu hành, chứ sinh khả dụng mà thấp quá thì người ta đâu có cho dạng thuốc đó lưu hành. Và để đạt được sinh khả dụng cao thì bạn là những nhà bào chế, những nhà thiết kế công thức, chúng ta phải khắc phục được những cái nhược điểm vốn có của nó nha. Rồi bây giờ sang phần kỹ thuật bào chế viên nén nè.
Chúng ta sẽ lần lượt phân tích. Đầu tiên là điều kiện hình thành viên nén, và thứ hai là những cái thành phần có trong công thức của viên nén. Để hình thành viên nén thì chúng ta cần những cái điều kiện gì đây? Thứ nhất là phải có cái máy dập viên để tạo ra lực nén. Không có máy dập viên thì không có tài nào mà làm ra thành cái viên nén được hết. Rồi bên cạnh lực nén của máy thì tính dính của khối nguyên liệu cũng rất là quan trọng. Tại vì nếu như chúng ta nén xuống mà bây giờ nguyên liệu nó không chịu dính lại, cái viên nó không cứng là được, mà nó cứ bị bở ra, cầm ở trên tay là nó sẽ bị bở ra liền, là không được. Bản thân cái khối nguyên liệu của mình nó phải dính lại được với nhau. Rồi, ngoài hai cái điều kiện tiên quyết này ra thì cần thêm một số điều kiện khác để đảm bảo là viên thuốc làm ra nó có khối lượng ổn định, để tránh cái tình trạng là làm ra viên lúc đó thì nặng, lúc thì nhẹ, nó không có đảm bảo về vấn đề đồng đều khối lượng ha. Để đảm bảo đồng đều khối lượng thì bạn phải kiểm soát tính trơn chảy của nguyên liệu. Tính trơn chảy của nguyên liệu cũng như tính đồng nhất của khối nguyên liệu. Tại vì các bạn biết là nếu như mà cái khối bột của mình nó có hạt to, hạt nhỏ không đấy thì nó sẽ chảy không tốt. Nó chảy không tốt, rồi lúc nó thích thì nó chảy nhiều, nó không thích thì nó đứng nó không chảy. Lúc nó chảy nhiều thì viên nó nặng, còn lúc mà nó không chảy thì viên nó sẽ bị nhẹ. Tại vì các bạn biết trong máy dập viên là nó phân liều tự động ha. Để mình xem qua cái máy dập viên trước, coi nó phân liều sao. Coi một cái đoạn phim của máy dập viên ha. Tự nguyên liệu nó chảy xuống nha. Đó. Ở phía trên này nó có một cái phễu nạp nè. Đó, cái phễu nó đi tới nạp nguyên liệu xuống cái chày trên, nó dập xuống nó nén là thành viên rồi, thấy không? Nó đâu có cần nó bỏ vô đâu. Tự nguyên liệu nó phải chảy xuống. Vậy nếu như nguyên liệu của mình chảy không đều thì viên nó sẽ không đồng đều về khối lượng ha. Nên để làm ra viên đạt yêu cầu thì nguyên liệu của mình nó phải có độ chảy tốt. Phải đồng đều về kích thước hạt. Rồi. Ngoài ra các yếu tố khác như là tính xốp, độ hòa tan, độ ẩm thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chế phẩm. Cụ thể thì các bạn có thể đọc ở trong cái bản tóm tắt này, ở trong sách của mình ghi rất là kỹ phần này luôn ha. Ví dụ như nè, độ chảy thì sẽ ảnh hưởng đến đồng đều khối lượng, đồng đều hàm lượng nè. Và tính chịu nén là ảnh hưởng đến lực nén của máy và độ cứng của viên. Tính chịu nén là bây giờ nãy mình nói tính dính mà, giờ dập xuống nó có chịu dính lại hay không. Nếu như bột chịu nén tốt thì mình sẽ dùng lực nén nhỏ thôi mà viên vẫn đạt được độ cứng. Còn nếu như tính chịu nén của khối bột kém quá, phải dùng lực nén lớn nó dễ hao mòn máy mà viên nó lại không đảm bảo nữa. Và độ ẩm thì ảnh hưởng đến tính dính, là độ chảy, độ cứng và độ ổn định của viên. Thì nếu nguyên liệu ẩm quá mà chúng ta dập theo kiểu hồi nãy là nó sẽ bị dính chày, là viên nó bị bong mặt, nó bị nứt, rất là nhiều cái vấn đề khác. Độ xốp của cốm, tỷ trọng biểu kiến thì cái này các bạn về đọc ha, tự đọc thêm. Quá trình hình thành viên nén trong cái clip này chúng ta vừa mới xem đó, các bạn thấy nó có trải qua những cái giai đoạn sau đây. Đây là cái lỗ cối ở bên dưới nè. Cái đáy của cối chính là cái đầu của chày dưới. Nó có một cái chày trên với một cái chày dưới ha. Đáy của cối là chày dưới. Rồi cái phễu nó di chuyển tới, nguyên liệu tự chảy vô. Rồi cái phễu nó di chuyển ra, nó gạt bằng. Giống như mình đông gạo vậy đó, nãy thấy rồi đúng không? Cái phễu nó trượt tới là nó nạp nguyên liệu vô, sau đó nó trượt ra. Nó gạt nguyên liệu bằng mặt ngang với mặt cối luôn ha. Sau đó thì chày trên dập xuống. Và khi các bạn thấy chày trên dập xuống nè, nó ép cái khối nguyên liệu xuống còn có chút xíu như thế này. Ban đầu là đầy cối nha, giờ chày trên dập xuống nó ép nhỏ là như thế này. Thì chúng ta gọi trạng thái này là trạng thái biến dạng. Nó biến dạng để nó sắp xếp lại thành cái viên. Rồi sau đó thì chày trên nó đi lên, không còn tác động cái lực lên nữa. Thì cái khối nguyên liệu của mình nè, nó sẽ ở trạng thái đàn hồi. Bây giờ không có gì đè lên hết. Nó muốn giãn nở, nó muốn làm gì nó làm. Người ta gọi nó là trạng thái đàn hồi. Và dĩ nhiên muốn làm thành viên nén thì mình cần tính biến dạng tốt, và tính đàn hồi thì ít thôi, để nó giữ được cái hình dạng ban đầu mà chúng ta đã dập cái viên đó. Và kết thúc giai đoạn đàn hồi, nó sẽ giữ nguyên cái hình dạng này luôn, thì gọi là trạng thái định hình. Ba trạng thái: biến dạng, đàn hồi và định hình ha. Và bây giờ sẽ là nội dung nói về thành phần của viên nén. Để mình học xong mình biết là mỗi lần cầm cái viên thuốc lên uống là mình đang nuốt cái gì vào trong cơ thể của chúng ta. Thành phần viên nén gồm có hoạt chất và thành phần không thể thiếu rồi ha. Và bên cạnh hoạt chất thì chúng ta có thể cân nhắc nên dùng thêm tá dược hay không, tùy trường hợp. Nếu một mình hoạt chất mà có thể dập thành một cái viên thuốc được,
một mình nó có thể lấp đầy một cái cối, rồi tự bản thân nó có thể chảy đều đặn, tự bản thân nó có thể chịu nén luôn. Có nghĩa là một mình hoạt chất nó thỏa được các điều kiện mà nãy chúng ta đòi hỏi là về tính chịu nén cũng như tính trần chảy, cũng như là một mình nó có thể lấp đầy được cái cối, thì một mình hoạt chất thôi là đủ rồi. Ví dụ như kali, bạc, manganat hoặc là urotrobin là những chất mà một mình nó có thể làm viên không cần tái dược. Nhưng mà không lẽ giờ mình làm viên nén mà chỉ với một vài cái hoạt chất như thế thì cũng không được ha. Những trường hợp còn lại các bạn sẽ phải thêm tái dược. Bốn loại tái dược chính gồm tái dược độn, tái dược dính, tái dược rã và tái dược trơn là bốn loại tái dược thường là phải có khi chúng ta nhập viên. Còn các tái dược khác gọi là tái dược phụ, chỉ dùng khi cần, như là tái dược hút nè, khi trong công thức mà có chất lỏng hoặc là chất dễ hút ẩm thì mình mới cần dùng thôi. Tương tự những cái chất còn lại như tái dược làm ẩm, chất chỉnh pH, chất màu, chất làm thơm, chất điều vị, thường dùng chất điều vị đối với những cái loại viên ngậm các bạn ha. Để nó tan ở trong miệng thì nó cần có vị ngọt, chứ mình nuốt nguyên viên thì cũng không cần chất điều vị đâu. Những cái chất sát trùng nếu mà thuốc có nguồn gốc từ dược liệu nè, chất ổn định, chất chỉnh, điều chỉnh sự phóng thích hoạt chất. Vậy bây giờ chúng ta có bốn cái tái dược chính là độn, dính, rã và trơn. Thì từng loại tái dược nó sẽ thể hiện vai trò như thế nào đây? Ví dụ mình làm ra một cái viên clofeniramine có hàm lượng 4mg. Một mình clofeniramine có 4mg thôi thì làm sao mà dập thành cái viên thuốc được? Thì bắt buộc lúc đó mình phải thêm cái loại tái dược gì vô để có thể lấp đầy cái cối mà làm thành một viên thuốc được mấy bạn? Loại tái dược nào cho vô để lấp đầy, làm tăng thể tích của viên? Đó chính là tái dược độn, đúng rồi. Bây giờ dập viên xuống, có lực nén rồi mà nó không dính được, thì giờ mình thêm loại tái dược gì vô để cái nó kết được, nó chịu nén được? Đó chính là tái dược dính. Là tạo thành cái viên thuốc nó định hình rồi, giờ mình cầm ở trên tay mình uống được rồi, nhưng mà vào trong cơ thể làm sao để nó phóng thích hoạt chất ra, thì lúc đấy mình cần đến tái dược gì? Chứ nếu mà nó cứ dính nguyên viên thì nguyên viên nó uống vào sao nó đi ra, vậy làm sao mà nó phóng thích chất được? Thì lúc đấy lại cần tái dược rã. Và cái tính trơn chảy là một tính không thể thiếu khi mà chúng ta nạp nguyên liệu vào máy dập viên. Còn bản thân cái khối bột của mình mà chảy không tốt thì các bạn phải thêm cái gì vào để nó chảy được tốt hơn? Phải thêm tái dược trơn. Đó. Vậy thì mình hiểu tại sao bốn cái nhóm tái dược này lại gọi là tái dược chính rồi ha. Còn phần cụ thể như thế nào thì giờ chúng ta xem qua trong cái hình đồ họa này nha. Cái phần màu xanh dương là hoạt chất, những cái đốm màu xanh dương này là hoạt chất đi ha. Trong đây thì nó là một cái hệ phân tán. Mình không có học kỹ về hệ phân tán thì cứ coi những cái chỗ màu xanh dương hoặc xanh dương mà có ruột vàng này là hoạt chất. Và trong thuốc viên nén thì đâu phải chỉ có một mình hoạt chất, nó còn có những cái tái dược khác nữa. Chúng ta có cái tái dược màu xám, đây là nó chiếm lượng nhiều nhất và nó lấp đầy những cái khoảng hở, những cái khoảng trống. Còn tái dược màu vàng thì nó tạo thành một cái lớp bao bên ngoài, khi nào học sang viên bao thì mình mới học đến cái tái dược bao này. Còn cái phần màu đỏ thì nó liên kết, nó giống như xi măng, nó liên kết các thành phần khác lại. Còn cái phần màu xanh lá thì nó đóng cái vai trò gì á? Thì giờ mình xem ha. Vậy cái màu nào thì sẽ là tái dược độn? Trên cái hình minh họa này, tái dược độn đang có màu gì? Có 3 màu cho các bạn chọn: xám, đỏ và xanh lá. Màu xanh dương là hoạt chất, còn cái màu vàng nó là tái dược bao, ở đây chúng ta không bàn. Tái dược độn thường là chiếm lượng nhiều nhất và nó đóng vai trò là lấp đầy, thì nó chính là màu xám, chính xác ha. Còn tái dược nào là tái dược dính đâu? Giúp liên kết các thành phần lại với nhau. Còn lại màu đỏ và màu xanh lá. Thì tái dược dính nó chính là màu đỏ. Còn màu xanh lá thì dĩ nhiên là nó là tái dược rã rồi. Và tại sao nó gây rã viên được? Thì các bạn có thể nhìn hình dạng của cái màu xanh này trước và sau khi nó tiếp xúc với nước nha. Ban đầu trước khi tiếp xúc với nước thì nó là những cái hạt nhỏ như thế này. Ở bên trong nó có những cái mao quản, những cái ống rất là nhỏ gọi là mao quản ha. Khi gặp nước thì nước sẽ chui vào mấy cái mao quản này và làm cho cái hạt này nó nở ra gấp 3-4 lần kích thước so với ban đầu.
Mà bạn hình dung cái cấu trúc này, những cái chỗ màu xanh lá mà nó cứ gặp nước và nó nở phình ra như vậy, thì viên thuốc của mình nó có còn nguyên vẹn hay là nó bị vỡ ra? Nếu gặp nước và cái phần xanh lá nó hút nước, nó phình to ra gấp 3, 4 lần, thậm chí là 9, 10 lần so với kích thước ban đầu, thì viên thuốc sẽ giữ nguyên hình dạng hay là bị vỡ ra? Nó sẽ vỡ ra và nó gây rã. Đó chính là cái cơ chế gây rã, là cơ chế trường nở đó. Xong rồi ha. Bây giờ mình sẽ xem coi yêu cầu đặt ra của tá dược là gì. Giờ mình chọn ứng cử viên cho cái vị trí tá dược của viên nén, thì cái ứng cử viên đó phải thỏa những cái yêu cầu gì? Thứ nhất là phải đảm bảo độ bền cơ học của viên, cho cái tá dược đó vô nó không có làm viên bị mềm, bị bở gì hết, nó cũng không có gây cứng viên quá mức. Rồi tá dược phải đảm bảo độ ổn định của dược chất và của viên, không thương kỵ với hoạt chất, phải giúp giải phóng dược chất tối đa tại vùng hấp thu. Tá dược không có tác dụng dược lý riêng, không độc, dễ dập viên và giá cả hợp lý. Có rất là nhiều yêu cầu đặt ra cho tá dược, nhưng mà không có một cái tá dược nào mà thỏa được hết tất cả những cái yêu cầu này. Chỉ cần nó thỏa được càng nhiều yêu cầu thì càng tốt thôi. Chứ giờ mình thấy là một cái tá dược nó rất là tốt, nhưng mà mỗi tội là nó đắt tiền quá. Nó đắt tiền quá. Thì nếu như có những cái tá dược khác tốt tương đương với nó thì mình lựa cái loại rẻ hơn. Còn nếu không có cái nào thay thế thì mình cũng đành phải chọn nó thôi. Còn vấn đề không có tác dụng dược lý riêng thì lát nữa mình học. Nó có một số tá dược, ví dụ như canxi, thì nó sẽ có cái tác dụng dược lý nhất định. Nhưng mà trong trường hợp cần dùng thì người ta cũng vẫn phải dùng. Thỏa được càng nhiều yêu cầu càng tốt, chứ không có bắt phải thỏa hết nha. Rồi, còn từng loại tá dược thì vai trò nó như thế nào, hồi nãy chúng ta cũng nói sơ rồi đó. Cái này về các bạn tự xem mà mình soạn lại giùm cô nha. Giống như hôm trước mình soạn cái tá dược cho thuốc mỡ, thì giờ về mình soạn lại cái phần tá dược cho thuốc viên nén. Nó có tá dược độn nè, cho vào để tăng thể tích, tăng khối lượng viên. Và khi mình cho vào thì nó sẽ pha loãng cái nồng độ của hoạt chất ra, nên người ta còn gọi nó là tá dược pha loãng. Và tá dược độn nó thường chiếm lượng nhiều ở trong công thức, nên sự có mặt của nó sẽ quyết định rất là lớn đến tính chịu nén cũng như tính trơn chảy của khối nguyên liệu. Chính vì vậy, khi lựa chọn tá dược độn thì mình nên lựa những cái tá dược nào mà nó chịu nén được và nó trơn chảy được. Chứ để mình lựa một cái tá dược độn mà nó không chịu nén được, mà không trơn chảy được đưa vô rồi, thì lát nữa rất là khó để cải thiện cái tính chịu nén và tính trơn chảy này ha. Nếu viên có hàm lượng hoạt chất nhỏ thì lượng tá dược độn sẽ nhiều. Còn nếu một viên mà đã có hàm lượng hoạt chất lớn rồi thì các bạn cố gắng lựa cái tá dược độn nào mà nó sẽ hiệu quả ở lượng ít thì tốt. Ví dụ như giờ mình làm viên paracetamol hàm lượng nó là 500mg đi. Mà mình cho nhiều tá dược độn quá thì cái viên nó to, rất là khó uống ha. Còn viên mà hàm lượng nhỏ tính bằng vài mg thì lượng tá dược độn phải nhiều để lấp đầy cái cối rồi. Hai nhóm tá dược độn chia ra gồm có nhóm không tan trong nước và nhóm tan trong nước. Nhóm tan trong nước chủ yếu là các loại đường, đường sữa, lacto, đường mía, saccharo, đường nho, gluco, và hai cái loại đường mạch thẳng là mannitol và sorbitol. Còn nhóm không tan trong nước chúng ta có tinh bột biến tính, cellulo vi tinh thể, đi canxi phosphat, canxi carbonat, magie carbonat. Cái nhóm đường thì nó là những cái loại mà có vị ngọt đó các bạn. Nó có nhiều nguồn gốc khác nhau và nhiều cái tính chất khác nhau ha. Cái phần này về các bạn cũng tự xem nha. Giờ cô nói mẫu cho mình cái phần lacto nè. Công thức của lacto nó là một cái đường đôi gồm một gluco và một cái gluco nó với một fructo. Và đường này thì cơ thể của mình nó không có hấp thu được nếu như không cắt cái liên kết ete này ra thành đường đơn. Cơ thể mình chỉ hấp thu được đường đơn thôi. Nên ở một số người mà thiếu cái men lactase là không có dung nạp được lacto, uống sữa vô rất là dễ bị tiêu chảy là như vậy đó. Nên các bạn sử dụng cái tá dược lacto này thì nó sẽ bị cái nhược điểm là không tiêu hóa được nếu thiếu men lactase nha. Và ngoài ra nó còn có những cái nhược điểm khác để các bạn đọc. Và lacto trên thị trường thì nó có hai dạng là dạng khan và dạng ngậm nước. Các bạn dùng dạng khan cho những cái phương pháp mà không có nước, ví dụ như là sát hạt khô hoặc là dập thẳng. Còn lacto dạng ngậm nước thì nó rẻ hơn nên có thể dùng được cho phương pháp sát hạt ướt. Ngoài ra còn một dạng nữa là lacto được điều chế bằng công nghệ phun sấy, thì
hình dạng của nó sẽ là hình cầu, trơn chảy tốt, chịu nén tốt và phù hợp với phương pháp dập thẳng. Tương tự các bạn tìm hiểu đường saccharose, đường glucose là những cái loại đường mạch vòng ha, còn mannitol và sorbitol là hai loại đường mạch thẳng. Hai đường này nó là đồng phân quang học của nhau và nó có cái vị ngọt mát dễ chịu hơn, nên dễ chịu hơn so với lại những cái đường saccharose hoặc là glucose lactose hồi nãy. Nên đường mannitol và đường sorbitol thường dùng để làm tá dược cho những cái loại viên ngậm, ngậm tan ở trong miệng đó, nó tạo ra một cái vị rất là dễ chịu ha. Ngoài ra cái cấu trúc tinh thể đều đặn cũng giúp cho mannitol và sorbitol được ứng dụng để làm tá dược cho phương pháp dập thẳng. Thì nó bị một cái nhược điểm là dễ hút ẩm. Nhóm tá dược độn không tan trong nước gồm có tinh bột. Tinh bột á, ngoài cái vai trò là cho vào để làm tăng cái thể tích của viên thuốc, lấp đầy cái cối ra đó, thì nó cũng có khả năng hút nước và trương nở. Và khi hút nước, trương nở tăng thể tích so với lúc đầu, thì lúc này ngoài vai trò của một tá dược độn thì tinh bột nó còn đóng vai trò của một tá dược gì nữa các bạn? Khi hút nước và nở ra tăng thể tích so với lúc đầu thì tinh bột nó có thể đóng thêm vai trò của loại tá dược gì mà hồi nãy chúng ta nói? Nó có thể đóng thêm vai trò của tá dược rã ha. Bản thân tinh bột nó cũng có khả năng trơn chảy và nó cũng khá là rẻ tiền. Nhưng mà cái khả năng hút nước để trương nở nó cũng khá là kém, mà tính trơn chảy thì nó cũng không có được tốt bằng những cái loại tá dược khác. Vì không hài lòng với tinh bột nguyên thủy nên người ta có nghiên cứu ra một cái loại khác là tinh bột biến tính, là đã qua một số bước xử lý để nhằm tăng tính chịu nén và tính trơn và cái tính trơn chảy lên. Rồi, còn Avicel. Avicel là một cái loại tá dược được điều chế bằng cách là thủy phân cellulo và được điều chế bằng công nghệ sấy phun. Mà nếu như làm bằng sấy phun á, thì cái hạt cellulo nó sẽ có dạng hình cầu. Mà hình cầu thì sẽ làm sao? Trơn chảy tốt. Trơn chảy tốt, một cái đặc tính rất là quý ha. Chính vì vậy mà Avicel á, ngoài vai trò của một tá dược độn, nó còn có thể giúp cho thuốc của chúng ta, cái khối thuốc của mình nó trơn chảy tốt hơn. Rồi nó cũng đóng vai trò kết dính của tá dược dính, và khi hút nước thì nó cũng nở ra rất là tốt để gây ra cái tác dụng là rã. Một mình Avicel thì nó vừa có vai trò của tá dược độn nè, tá dược dính và tá dược rã, tá dược trơn luôn. Nên người ta gọi Avicel nó là một cái tá dược độn đa năng, có thể dùng được cho nhiều phương pháp dập viên, từ dập thẳng đến sát hạt khô, sát hạt ướt làm được hết. Mà dĩ nhiên là giá của nó chắc là cũng sẽ chát hơn so với những cái loại như là tinh bột ha. Các loại muối vô cơ như là đi canxi phosphate, canxi carbonate hoặc là magie carbonate, thì thường những cái muối này á, sẽ được dùng để cho vào cái phần cao thuốc, mình biến cao đặc hoặc là những cái chất á, mà chất lỏng á, thì cho mấy cái muối này vô, nó sẽ có cái khả năng là hút cái phần chất lỏng đó, chuyển nó thành chất rắn. Nhưng mà nó bị một cái nhược điểm á, là nó làm cứng viên ha, làm cho viên khó rã nếu bảo quản trong thời gian dài. Và bản thân những chất này nó có thể tan và giải phóng ra canxi, magie. Những cái ion này nó sẽ gây ra một số tác dụng dược lý nhất định lên cơ thể của chúng ta. Và những cái muối này nó có cấu trúc tinh thể đều đặn nên có thể dùng được cho phương pháp dập thẳng ha. Lưu ý khi soạn bài á, thì cái tá dược nào dùng được cho dập thẳng các bạn nốt nó lại nha. Phần tá dược dính thì mình có dính lỏng với dính rắn, hồi nãy cô cũng nói trong cái bài thuốc cốm rồi. Bây giờ mình sẽ đọc kỹ lại trong cái bài thuốc viên nén này để mình tìm hiểu kỹ hơn nha. Tương tự, tá dược rã và tá dược trơn cũng vậy. Cô muốn các bạn xem trước bài để hôm sau vào thì chúng ta có một số công thức để chúng ta phân tích luôn. Ví dụ như nhìn vào cái công thức viên này thì mình biết cái chất nào là hoạt chất, cái nào là tá dược độn, tá dược rã, tá dược dính. Nếu các bạn không xem bài trước thì chúng ta sẽ không có làm cái dạng bài tập này được đâu ha. Những công thức này có sẵn ở trong sách lý thuyết luôn. Các bạn rảnh thì mình có thể xem trước bài. Rồi thì nội dung ngày hôm nay thì cô chỉ trình bày đến đây thôi. Các bạn xem lại bài, nếu như có gì thắc mắc thì chúng ta hỏi nha.
cũng nhắc chung với cả lớp.